Thôi bây giờ mình sẽ cắt xương nha. Mình sẽ rút lên, rút lên. Rồi mình chọn ngôn ngữ Vietnamese đi. Tiếng Việt. Tất cả các ngôn ngữ đây. Rồi, chọn ngôn ngữ tiếng Việt nha. Chọn quốc gia hoặc vùng của bạn. Mình chọn các quốc gia vùng khác. Của mì à. Cháu già vùng của bạn. Vùng của anh đó. Joseph, cháu của mình nè. Đẹp trai quá. Mặt lên đây. Sếp ơi. It's okay. It's time.